Ngày hôm nay tôi đứng đây để nói lên lần cuối, nói lên những gì mà tôi suy nghĩ. Tôi không có viết bài diễn văn. Tôi nói lên đây tất cả những gì tâm tư trong lòng của tôi trước khi chọn con đường ra đi. Ra đi đây là không còn dính tới bụi trần của cộng đồng. Tôi muốn rằng tất cả quý vị đừng bao giờ, nếu quý vị còn làm việc cộng đồng, nếu quý vị còn chính dám tới cộng đồng, xin đừng nhắc tới tên tôi nữa, vì tôi không còn dính tới cộng đồng nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, hôm nay là ngày 19 Tây, tháng 10 năm 2014. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Houston by Night ở vùng Southwest thành phố Houston. Nhân dịp chuyến qua thăm Houston với một số công việc, chúng tôi được tham gia một sự kiện đặc biệt, đó là sự kiện rửa tay gác kiếm của một nhân vật trong cộng đồng, và đồng thời cũng là vấn đề bạch hóa hồ sơ dân biểu địa hạt 149. Ai là người rửa tay gác kiếm và những sự việc gì đã được trình bày trong cái buổi ngày hôm nay? Chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông David Nguyễn, là người tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay. Xin chào ông David, và chúng ta đã lâu lắm rồi mới gặp lại, đúng không? Dạ, cũng chào anh Vũ Hoàng Lân và các thính giả của đài Phố Bồ Sa TV. Dạ, trước hết thì có lẽ phải hỏi một câu là nãy giờ được biết là ông trình bày gần 2 tiếng đồng hồ, khá dài, về tất cả những cái chuyện từ khi sinh hoạt cho tới những cái chuyện thăng trầm 30 năm nay, hơn 30 năm nay. Sau khi trình bày hết như vậy, sau khi tuyên bố một cách rất chính thức sẽ rửa tay gác kiếm sau ngày hôm nay, cảm giác như thế nào thưa ông? Thưa anh Vũ Hoàng Lân, thật sự bữa hôm nay là một ngày tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Trải qua, như là anh được biết, 2 tiếng đồng hồ qua, tôi cảm thấy rất là sung sướng được là rửa tay gác kiếm, không còn màng đến những chuyện của cộng đồng để mà tiếp theo con đường riêng của tôi. Điều đó tôi rất là vui sướng được gặp lại tất cả các bạn hữu, các anh chị em trong cộng đồng tại thành phố Houston cũng như ở nơi xa đây về đây. Không chỉ ở cộng đồng Houston mà cộng đồng ở người Việt ở nhiều nơi, Cali, Washington DC, vân vân. Khi một người đã có những cái sinh hoạt chính dự trong cộng đồng thì rất khó mà có thể dứt ra một cách dứt khoát như vậy. Ông có thể cho biết là cái ý nghĩ về cái việc rửa tay gác kiếm nghe rất là kiếm hiệp kim dung như thế này, nó bắt đầu từ bao giờ, và cái suy nghĩ đó nó khó khăn dễ dàng như thế nào để cuối cùng đi tới quyết định như thế này thưa ông? Cái ý nghĩ thì cũng đã lâu rồi, trước khi mà tôi tổ chức cuộc bầu cử cho cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston thì tôi cũng nghĩ rằng thôi, mình cũng đã lớn tuổi, mình không nên tham gia nhiều vào chuyện cộng đồng, mình hãy dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những việc mà tôi muốn làm. Nhưng đến khi làm cuộc bầu cử thật là thành công trong thành phố Houston thì nó lại gây ra nhiều thêm nhiều một số sự kiện xáo trộn thêm. Vì vậy nên tôi quyết định chọn ngày hôm nay để mà tuyên bố không còn dính dáng gì tới cộng đồng nữa. Đương nhiên cái quyết định đó rất là khó khăn cho cá nhân chúng tôi. Tại sao vậy? Tại vì một thời gian dài, trên 30 mấy năm tại Hoa Kỳ, mình đã dấn thân trong cộng đồng, thì cái điều đó rất là khó để mà mình tự tách mình ra khỏi cái cộng đồng. Vì vậy nên cái quyết định đó lúc ban đầu thì thật là khó khăn, nhưng mà vì nó là một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời, vì vậy nên tôi đã đắn đo rất là nhiều để đi đến cái quyết định đó, và quyết định đó đã được thực hiện ngày hôm nay.
Việc sinh hoạt của những vị có ưu tư trong những cái vấn đề cộng đồng là rất thường tình, và cái việc mà không còn khả năng sinh hoạt nữa như là bận công việc gia đình hay là vì vấn đề sức khỏe cũng rất thông thường trong các cộng đồng Việt Nam. Nhưng bình thường thì người ta sinh hoạt rồi người ta không sinh hoạt nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên, người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam ở Houston cũng như ở nhiều nơi có cái chuyện là chính thức thông báo gọi là rửa tay gác kiếm như vậy. Ông có thể cho biết vì sao nó cần thiết phải làm cái điều như vậy thưa ông? Từ nhiều năm qua thì thật sự là có rất là nhiều người không còn hoạt động trong cộng đồng nữa, thì họ tự động họ tránh xa cộng đồng ra, họ lặng lẽ ra đi. Nhưng trường hợp của tôi cũng như tôi suy nghĩ về một số người khác, khi chúng ta đến với cộng đồng, chúng ta cộng đồng mở vòng tay cho chúng ta, thì vì vậy nếu chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng nên có một lời nào đó để thông báo cho tất cả các bạn hữu cũng như các người trong cộng đồng biết rằng chúng ta không còn dính dáng tới cộng đồng nữa, để tránh những cái chuyện mà người ta nghĩ rằng mình vẫn còn đóng góp đó mà mình chưa có thực sự là bỏ đi vì một lý do nào đó. Thí dụ như sức khỏe, có nhiều người không còn có sức khỏe nữa thì họ không thể nào tiếp tục lái xe đi, hay là vì cái chuyện gì đó về sức khỏe mà họ không còn tiếp tục để đóng góp cho cộng đồng nữa. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì sức khỏe thì cũng vẫn còn, tuổi đời thì cũng không trẻ mà cũng không già để mà nói là về hưu không có còn dính dáng tới chuyện cộng đồng nữa. Nhưng vì có một số vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó không còn cần thiết cho cá nhân chúng tôi nữa để mà đóng góp vào cho cộng đồng, vì vậy nên tôi quyết định hôm nay là chính thức để mà giả từ, không còn dính dáng gì tới chuyện cộng đồng nữa. Trong cái lúc ông trình bày hồi nãy, ông cũng có nói tới cái điểm là tôi chấm dứt sinh hoạt, quý vị đừng nhắc tên tôi nữa, vân vân. Nó có cho thấy một cái điều là ông tuyên bố như thế này để mong muốn rằng không bị cái áp lực của dư luận đối với ông nữa, đặc biệt là trong những cái bước đường trong tương lai, những công việc ông làm trong tương lai không thưa ông? Cũng có một phần đó anh Vũ Hằng Lân. Lý do rằng trong quá khứ thì cộng đồng của chúng ta đó thường hay sinh hoạt ở trên những cái email, ở trên những cái mạng, và đều thiêu dệt cũng như là chụp mũ nhau, cũng như là nói mà không có một cái bằng chứng gì cả, lôi cuốn vào những chuyện gọi là phân hóa cho cộng đồng. Vì vậy nên chúng tôi quyết định rằng không còn muốn ai nhắc tới mình nữa, không còn nhắc tới tên mình nữa. Để chi? Để tránh cho những cái chuyện mà người ta tự dựng chuyện lên, người ta tự phao tin lên, người ta tự làm những cái tin đồn lên. Vì vậy nên tôi quyết định rằng là yêu cầu tất cả mọi người không nên nhắc tới tên tôi nữa, không nên nhắc tới cá nhân chúng tôi nữa. Với cái tuyên bố rửa tay gác kiếm ngày hôm nay và cái mong muốn không ai muốn nhắc tới tên ông nữa, không muốn ai nhắc tới tên ông nữa trong những ngày tới, ông nghĩ rằng cái mong muốn đó nó có quá lạc quan, có quá chủ quan hay không? Và liệu rằng cái mong muốn đó sẽ được gọi là mọi người, những người đã từng có những cái đồng thuận cũng như không đồng thuận với những điều ông làm trong quá khứ, họ sẽ thực sự họ lắng nghe cái điều đó và điều đó nó sẽ dẫn tới cái điều ông muốn không? Thật sự ra là nếu mà mình có lòng mình yêu cầu thì tôi nghĩ rằng cộng đồng sẽ có những người, người ta sẽ chấp thuận rằng thôi bây giờ ổng không còn muốn sinh hoạt nữa, ổng không còn muốn gọi là đóng góp gì nữa hết, họ ổng không muốn dính với cộng đồng nữa, họ xa lánh cộng đồng, thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ để cho tôi gọi là cái nguyện đó. Tôi nghĩ rằng họ sẽ đồng thuận với tôi rằng mình nên nói, một lần mình nói ra đi để cho họ biết rằng là mình không còn dính dáng, mình không còn sinh hoạt nữa là tốt hơn là mình cứ âm thầm lặng lẽ mà không nói gì hết. Có nhiều khi họ không những là vậy mà họ còn nghĩ rằng mình không thật sự như vậy. Vì vậy nên thật sự là tôi muốn rằng cũng muốn chuyển ra một cái thông điệp rằng tôi không còn muốn dính với cộng đồng nữa. Tôi không còn muốn dính gì mà muốn họ không nhắc tới tôi nữa. Một người chúng tôi hồi nãy có tiếp xúc là ông Võ Đức Quang, có hỏi ý kiến ông ấy liên quan tới tuyên bố rửa tay gác kiếm của ông. Ông Võ Đức Quang, ý kiến riêng của ông ấy cho rằng với cái cá tính, với cái nhiệt tình của ông David Nguyễn thì việc tuyên bố rửa tay gác kiếm có lẽ sẽ khó mà có thể
trọn vẹn trong những ngày tới. Ông nghĩ rằng có một bất cứ lý do nào có thể làm cho ông quay trở lại sinh hoạt cộng đồng như xưa? Tôi không nghĩ rằng, tại vì con người tôi rất là thẳng. Khi tôi quyết định chuyện gì đó thì đó là như thế đó, chứ còn không thể nào tôi thay đổi. Hiện thời bây giờ thì tôi không thấy cái điều gì làm cho tôi có thể quay trở lại sau khi quyết định rằng rời khỏi cộng đồng. Một vị ở trong cái buổi hôm nay cũng có lên phát biểu ý kiến, nói rất cụ thể là ông nói là không muốn sinh hoạt nữa, nhưng còn nếu còn những cái, nếu có những cái sinh hoạt nào đó trong cộng đồng mà có ích lợi đối với cộng đồng người Việt ở Houston, đòi hỏi hay là có cơ hội để ông làm cái chuyện đó, thì ông sẽ dứt khoát không làm hay là như thế nào thưa ông? Tùy theo cái việc hiện thời bây giờ thì tôi đã nói dứt khoát rằng việc của cộng đồng thì tôi sẽ không dính vào. Nhưng mà nếu cái việc đó là việc từ thiện, thí dụ giúp đỡ trong vấn đề ngành giáo dục, thì tôi sẽ làm, tôi vẫn tiếp tục làm. Và chắc chắn rằng nếu mà cái chuyện đó ích lợi cho cộng đồng, mà cái trên cái mặt mà giáo dục, thí dụ mà mặt từ thiện, thì tôi sẽ làm. Nhưng mà riêng về đảm nhận những cái chức vụ hoặc là làm những cái việc gì của cộng đồng thì tôi sẽ từ chối, không dính dáng tới nữa. Cũng một vị khác khi được hỏi ý kiến, ông Nguyễn Phát Quang, ông có cho biết là theo ông, cái nguyên nhân đối với ông Nguyễn Phát Quang là nguyên nhân về cái chuyện rủi tay gác kiếm của ông là ông đã bị nhiều người đánh phá. Và riêng ông thì ông cũng có nói là nhiều người không có ghi nhận cái công việc của ông làm. Phải chăng đó là lý do chính mà ông quyết định như vậy? Cái việc của tôi làm thì chắc chắn là do sự đóng góp của nhiều người. Không riêng một cá nhân tôi có thể làm nên được tất cả các việc đó. Vì vậy nên nói rằng vì vấn đề mà này với vấn đề nọ mà tôi rửa tay các kiếm thì nó không có chính xác. Lý do thật sự ra đó, trong lời phát biểu của tôi ngày hôm nay, trong cái trần tình của tôi ngày hôm nay, tôi có đề cập tới một lần rằng vì chuyện cộng đồng mà nó đã đưa đẩy tới cái chuyện gọi là đổ vỡ chuyện gia đình của tôi. Vì vậy nên tôi không muốn chuyện đó nó sẽ xảy ra nữa trong tương lai. Vì vậy nên tôi quyết định rằng không có muốn gọi là dính tới vấn đề cộng đồng nữa, để dành nhiều thời giờ cho gia đình, dành nhiều thời giờ cho những việc mà tôi hằng ôm ấp, những cái hoài bão của tôi muốn thực hiện. Nhất là ở cái tuổi đời của tôi muốn dành nhiều thời gian vào những cái việc đó hơn là cái thời gian cho cái cộng đồng. Tháng 4 năm 2014 vừa qua, phố Bosa TV tham gia cái chuyến đi Trường Sa ra Trường Sa do phía Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, trong đó thấy có sự tham dự của ông. Tham dự chuyến đi đó về thì có khá nhiều người sau khi tham dự về cũng đã gặp khá nhiều cái vấn đề rắc rối đối với lại trong các dư luận cộng đồng mà nơi mà những người đó ở. Riêng ông có bị cái vấn đề nào về cái vấn đề dư luận cộng đồng sau khi tham dự chuyến đó hay không, và những cái dư luận đó nếu có phải là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ngày hôm nay của ông hay không thưa ông? Dạ thưa anh Vũ Hoàng Lân, cái quyết định của tôi ngày hôm nay không có dính dáng gì tới cái chuyện gọi là chuyến đi Trường Sa của tôi cả. Chuyến đi Trường Sa của tôi có nói rất là rõ, chắc chắn là ở trên phố Bô Sa tôi có tuyên bố điều đó, là tôi đi về chuyến Trường Sa để biết được sự thật. Vì vậy nên cái điều đó, mình đi tìm sự thật thì không thể nào có một người nào có thể đả phá được cái chuyện mình đi tìm sự thật cả. Vì vậy nên tôi không có gặp những cái trở ngại như những người khác khi họ đi chuyến Trường Sa vì một lý do riêng nào đó. Nhưng mà riêng của tôi, cá nhân tôi, thì là tôi muốn đi tìm sự thật, coi những cái biển đảo đó có thật sự bị mất vào tay của nước ngoài, của ngoại bang hay không. Vì vậy nên tôi không có bị những cái sự gọi là chống đối gì cả về vấn đề mà tôi đi Trường Sa. Có lẽ cái việc ông tuyên bố rửa tay gác kiếm ngày hôm nay không có nghĩa là ông ngừng tất cả mọi thứ trong cái sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì nếu không có gì trở ngại, ông có thể cho biết là sau khi tuyên bố chính thức ngày hôm nay thì những sinh hoạt trong những ngày tới của ông là gì thưa ông? Tôi có một số việc như tôi mới vừa trình bày, là đó là những cái hoài bão riêng của cá nhân tôi liên hệ tới vấn đề gia đình tôi muốn thực hiện. Vì vậy nên tôi muốn dành thời giờ toàn phần
để cho những cái hoài bão đó. Vì vậy nên đó là lý do mà tôi không muốn là cái việc cộng đồng nó làm trở ngại cho cái vấn đề mà tôi sinh hoạt trong tương lai, trong những ngày gần đây. Sau cái việc tuyên bố ngày hôm nay, có lẽ sẽ ít thấy ông David Nguyễn xuất hiện trong những sinh hoạt bề nổi của cộng đồng trong những ngày tới. Nhân đây, ông có thể cho một lời chia sẻ với những người Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Houston nói riêng và người Việt ở khắp nơi, thưa ông? Thật sự ra thì không phải là tôi qua hải ngoại, tôi ra ngoài hải ngoại thì tôi mới sinh hoạt cộng đồng, tôi mới sinh hoạt đấu tranh. Tôi đã là người từng dấn thân từ trên 40 năm rồi. Người ta có câu che già thì măng mọc. Sau một thời gian dài đi trên con đường đấu tranh, đi trên đường tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng, tôi nghĩ rằng lúc nào nó cũng phải có một cái thời gian nào đó để cho mình nghĩ mình ra đi. Mình không thể nào vào mà không ra. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng, và tôi cũng mong mỏi rằng một số các niên trưởng của tôi, các bậc đàn anh của tôi cũng thấy rằng nếu cần mà để cho thế hệ sau, thế hệ con em, thế hệ trẻ chấn thân, quý vị hãy nghĩ tới việc rửa tay gác kiếm giống như trường hợp của tôi, để dành cho chỗ cho các em, các cháu bước lên. Vì vậy nên đó là cái điều mong mỏi của cá nhân chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai không phải là riêng một mình Đức Đầu Bạc David Nguyễn rửa tay gác kiếm, mà sẽ có nhiều người khác sẽ rửa tay gác kiếm như là tôi, để cho con đường rộng thênh thang của việc của cộng đồng, việc đấu tranh, việc của đất nước có những người sẽ tiếp tục. Chứ nếu mà chúng ta cứ gọi là cái chữ là kỳ đà cản mũi, mình có đứng ra ngoài làm cho một số người, một số thế hệ sau cảm thấy cái cản trở vì người anh của mình, vì người niên trưởng của mình không thể nào vượt qua, mình không thể nào bước qua được. Vì vậy nó làm cản trở cái bước tiến. Có nhiều khi cái việc đó nó có thể tiến nhanh hơn vì các em còn trẻ hơn, có năng động hơn. Nhưng mà vì mình ở tại đó, mình đã ngồi tại cái cương vị đó, mình đã cản đường cho mấy em nó không thể bước tiến được. Vì vậy nên trong những ngày tháng tới thì tôi sẽ kêu gọi, thật sự mình làm một việc thì mình cũng nên kêu gọi những người khác làm theo với mình. Thì tôi sẽ dùng cái cuộc đời còn lại của tôi, những ngày tháng còn lại của tôi, để tôi muốn thật sự mình ra khỏi cộng đồng. Mình cũng muốn cái cộng đồng nó tốt đẹp hơn, mình muốn cái cộng đồng nó bớt phân hóa hơn, mình muốn cái cộng đồng nó tốt đẹp hơn. Thì mình phải làm cái gì đó, chứ không phải là tôi rửa tay gác kiếm rồi tôi bỏ luôn. Ok, không phải cái nghĩa nó là như vậy. Cái nghĩa rằng tôi sẽ không tham gia chính thức, tôi không tham gia thẳng vào cái việc, tôi sẽ không đứng trên sân khấu, tôi sẽ không đảm nhận những chức vụ của cộng đồng, mà tôi sẽ cố gắng để giúp cho một hình thức nào đó, không phải giúp trực tiếp, mình cũng có thể giúp được một cách gián tiếp, chứ không phải là rửa tay gác kiếm là buông xuôi hết tất cả mọi chuyện. Nếu mà mình dòm thấy một người mà té xuống đó thì mình cũng có thể đứng đỡ người ta dậy, chứ không phải là mình ngước mặt mình bỏ mình đi. Vậy nên cái nghĩa của chữ rửa tay gác kiếm có nghĩa là tôi sẽ không tham gia trực tiếp nữa, tôi sẽ không dính dáng gì tới cái cộng đồng này nữa. Không có nghĩa là tôi bỏ cái Houston này, tôi không còn sống trong cái thành phố Houston. Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn là một người cư dân, tôi vẫn là một cái người sống ở trong cái cộng đồng này, nhưng mà để tham gia trực tiếp hay là giữ những cái chức vụ của cộng đồng, như là tôi vừa giữ cái chức vụ là trưởng ban của bầu cử của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận. Thì trong tương lai, mặc dù tôi làm rất là thành công, cái đó là một cái điểm son của cá nhân chúng tôi và những người cộng tác với tôi, nhưng mà tôi sẽ không trở ra để làm những việc như thế nữa, như thế vậy nữa trong tương lai. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, một lần nữa
Chúng tôi đang có mặt ở thành phố Houston và chúng ta vừa mới nghe câu chuyện với ông David Nguyễn, là một nhân vật sinh hoạt rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở Houston. Vào đúng cái ngày rất là quan trọng, rất lịch sử đối với ông, ngày ông rửa tay gác kiếm đối với tất cả các sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Houston. Xin cảm ơn ông David rất nhiều đã có những cái lời chia sẻ rất là thẳng thắn như vậy, và cũng chúc cho ông những cái ngày tới, những bước đường tới thật là may mắn, thật là vui vẻ. Thưa ông. Cảm ơn anh Huệ. Cảm ơn quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi trên Phố Bô Sa TV. Cảm ơn quý vị.